Hello anh em, Miguel tôi đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay tôi sẽ đem đến cho anh em một gương mặt mới trong làng game thế giới. Một gương mặt tôi tin rằng sẽ nổi đình nổi đám không thua kém mấy con game như Garten of Banban hay là Poppy Playtime đâu. Con game ấy có tên là Fresh Zero Company, hay dịch ra tiếng Việt là công ty ngũ cốc của Fred. Thế thì cái công ty ngũ cốc này có gì ghê gớm và đáng gờm để cạnh tranh với nhà máy đồ chơi hay nhà trẻ Banban đây? Anh em hãy cùng tôi khám phá ngay và luôn cái công ty ngũ cốc này nha. Chắc chắn là với một tựa game kinh dị thì không thể thiếu đi yếu tố quái vật hay ma quỷ. Nên để luôn luôn an toàn trong toàn bộ quá trình khám phá công ty ngũ cốc kỳ lạ này thì ấn đăng ký cho tôi lẹ anh em nhá. Ấn đăng ký để luôn được bảo vệ khỏi những thế lực khác ám. Ấn xong rồi, vào với nội dung chính ngày hôm nay nào. Fresh Cereal Company là sản phẩm đầu tay của tác giả CH757. Ở thời điểm hiện tại thì game mới chỉ ra mắt phiên bản demo và trong thời gian tới sẽ sớm lên kệ phiên bản chính thức. Mới nhìn vào thì thấy Fresh Cereal Company khá giống với những tựa game như Poppy Playtime hay Garten of Banban. Nhưng khi trực tiếp trải nghiệm bản demo của tôi thì gameplay từ Fresh Cereal Company để lại cho tôi một ấn tượng rất đặc biệt. Ở Poppy Playtime, Garten of Banban hay nhiều tựa game kinh dị khác, ở thời điểm hiện tại mỗi khi mà anh em chạm mặt lũ quái vật thì chỉ có một cách là bẩy trọ hoặc lẩn trốn khỏi chúng. Nhưng tác giả của Fresh Cereal Company không thích điều đó. Dường như nhà phát triển hiểu được tâm tư nguyện vọng của game thủ nên ngay lập tức từ đầu vào game, người chơi ngay lập tức nhận được một cây súng bắn ngũ cốc có thể bắn banh xác lũ quái vật. Đây chính là tinh hoa trong game kinh dị anh em ạ. Chắc chắn là với tính năng bắn bay đầu quái vật này là điểm cộng lớn nhất của Fresh Cereal Company so với những tựa game khác. Một điểm khác khiến tôi tin rằng con game này sẽ trở thành một hiện tượng giống Poppy Playtime chính là tạo hình đặc trưng của các nhân vật trong game. Cái tạo hình tuy hơi đần độn nhưng lại cực kỳ nổi bật và để lại ấn tượng mạnh khiến cho game tự tạo ra một điểm nhấn riêng và dễ dàng nhận diện trong cái thị trường đang có quá nhiều tựa game được làm giống nhau. Về câu chuyện thì người chơi sẽ vào vai một nhân vật mang tên Madman. Anh là nhân viên của công ty Fresh Cereal nhưng anh quyết định nộp đơn nghỉ việc vì một nguyên do nào đó. Cơ mà lá đơn nghỉ việc của Madman lại không được duyệt bởi giám đốc của công ty là Fred. Tưởng chừng như đó chỉ là việc bình thường nhưng sau khi trả lại lá thư cho Madman thì Fred quyết định đóng cửa toàn bộ công ty vì nguyên nhân mờ ám nào đó. Thế rồi Madman sẽ phải tìm cách thoát khỏi nơi này cũng như khám phá ra cái bí mật nguy hiểm mà Fred che giấu. Mở đầu đoạn demo nhân vật chính là Madman đang ở văn phòng làm việc vào ngày cuối cùng theo như trên tờ lịch treo tường thì đấy là ngày 31 tháng 7. Theo như tôi tra cứu được thì đây chính là ngày 31 tháng 7 năm 2022. Có lẽ đây cũng là thời điểm mà Fresh Cereal Company bắt đầu được hình thành. Ở trên tờ lịch còn có hai ngày được nốt lại là ngày 7 tháng 7 và ngày 16 tháng 7. Tôi không rõ tại sao ngày 7 tháng 7 lại được nốt chữ Queen. Còn ngày 16 tháng 7 có lẽ là sinh nhật của nhân vật chính Madman. Ở trong phòng ta thấy được lá thư nghỉ việc của Madman nhưng nó đã bị từ chối. Thông qua lá thư này chúng ta được biết rằng tên thật của Madman là Alexander Bowolowski. Nghe thì rất giống với tên của một người Nga anh em ạ. Nhưng để dễ dàng cho anh em nắm bắt thông tin thì tôi cứ gọi là Batman cho thuận tiện anh em nhé. Ở trên bàn làm việc của Madman còn có một lá thư và một hộp quà đến từ người có tên là Yellowhead. Chào Madman, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cậu rồi. Tôi sẽ gửi tặng cậu một trong những món đồ giới hạn của công ty mà tôi rất thích để cậu luôn luôn nhớ về chúng tôi. Tất nhiên là nếu cậu lấy nó ra, đó là Cereal Blaster 97. Sử dụng nó một cách cẩn thận nhé. Hãy đi quanh văn phòng trước khi cậu rời đi nhé. Yên tâm đi, tôi sẽ không cố thuyết phục cậu ở lại đâu. Cereal Blaster 97 chính là một cây súng và nó sẽ là vũ khí vô cùng hữu ích cho Madman trong khi khám phá văn phòng của công ty. Nhưng nó hữu dụng như thế nào thì lát tôi sẽ nói sau nhé. Quay trở lại với căn phòng làm việc của Madman, có thể thấy anh ta vô cùng căm ghét công việc tại đây, minh chứng là trên bàn của Madman có dòng chữ "Tôi ghét công việc này". Thậm chí trên tường còn có vài tấm poster với nội dung cà khịa cực mạnh dành cho công ty như cái biểu đồ tăng trưởng này. Chẳng ai lại vẽ cái biểu đồ bằng những nét nguệch ngoạc này đúng không anh em? Xung quanh phòng còn rải rác những túi tiền mặt, cơ mà tiền trong phòng nó lạ lắm, toàn hình biểu tượng của công ty Fred mà thôi. Phải chăng công ty đang gặp vấn đề về tài chính nhưng vẫn cố gắng flexing cho cả thế giới thấy là công ty vẫn ổn nhỉ? Không biết cả giám đốc của công ty này có ở Italia hay không nữa mà flex ghê quá. Sau khi lượn lờ đủ lâu trong phòng làm việc thì Madman quyết định sẽ ra ngoài để dạo quanh văn phòng lần cuối. Cơ mà cánh cửa phòng làm việc của anh ta đã bị khóa, buộc anh phải lôi cây súng của mình ra để phá cửa. Ý tôi là cây súng mà anh vừa được Yellowhead tặng ấy. Cơ mà khi Madman rút súng thì điểm đáng chú ý nhất chính là bàn tay của anh ta dường như đã dính máu. Vậy phải chăng đã có ẩu đả gì đó trong công ty hay một cuộc tấn công nào đó? Chúng ta vẫn chưa có nhiều dữ kiện để biết được vì sao tay của Madman lại dính máu, nhưng tôi đoán rằng sau khi nhận được lá thư từ chối đơn nghỉ việc từ Fred, có lẽ Madman đã nổi điên và đập phá căn phòng khiến cho tay anh ta đã chảy máu. Đó cũng là lý do vì sao phòng làm việc của Madman lại có phần lộn xộn như vậy. Tạm bỏ qua bàn tay dính máu của Madman đi, giờ chúng ta hãy nói đến cây súng của Madman. Để bắn được đạn thì cây súng này cần tốn quãng thời gian ngắn để nạp đạn và phải nói là uy lực của cây súng này mạnh khủng khiếp khi nó có thể phá cánh cửa chỉ với một phát bắn. Thế là Madman đã có thể thoát khỏi phòng làm việc của mình.
Sau khi ra khỏi căn phòng, Madman ngay lập tức vào căn phòng bên cạnh, đây chính là phòng của Yellowhead, người đã gửi cho anh cây súng bắn ngũ cốc. Thật là nhẹ nhõm khi thấy cậu, thế giới của tôi đang dần sụp đổ rồi. Tên khốn nào đó đã lấy mất cái thìa vàng của tôi rồi, tôi muốn gây ấn tượng với Fred để được thăng tiến, vậy mà giờ mọi chuyện lại thế này. Nghe này, tôi không tin rằng cậu sẽ thoát được khỏi nơi này vào tối nay mà không cần tôi trợ giúp đâu, nên là hãy giúp tôi một việc cuối cùng nha. Tìm giúp tôi chiếc chìa khóa vàng đã bị mất, sau đó tôi sẽ giúp cậu bằng mọi cách để thoát khỏi đây. Tôi chắc chắn gã khốn làm điều ấy chính là tên IT. Nhìn kìa, cánh cửa đã mở rồi. Madman không còn cách nào khác nên anh phải làm theo lời của Yellowhead nói, anh sẽ phải xuống phòng IT để tìm lại chiếc thìa vàng cho Yellowhead. Madman đi xuống tầng dưới nhưng thứ đầu tiên anh đụng mặt lại vô cùng đáng sợ, dường như đó là một nhân viên khác của công ty thì phải. Hắn ta cất lên một tiếng cười ghê rợn và lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống Madman. Cầm khẩu súng trên tay, chỉ với một phát bắn, Madman đã khiến cho tên nhân viên điên loạn kia đầu lìa khỏi cổ, hồn lìa khỏi xác. Cơ mà vẫn còn một điệu cười khác phát ra từ phòng IT, Madman tiến vào và gặp tên IT mà Yellowhead đã đề cập trước đó. Cùng với một phát đạn, Madman đã tiễn luôn tên IT qua thế giới bên kia. Tên của gã IT này là Blueberry Head, hắn ta sinh ngày 5 tháng 8 năm 2000. Có vẻ như hắn là một kẻ rất yêu thích công việc và môi trường làm việc tại công ty Fresh Cereal Company thì phải. Cứ mà tạm bỏ qua tên IT này đi vì đúng như lời Yellowhead nói, chiếc thìa vàng của cậu ta đang nằm ngay tại phòng IT. Madman nhanh chóng tìm cách mở khóa chiếc lồng kính để lấy thìa vàng đem trả lại cho Yellowhead. Cảm ơn cậu nhiều, giờ đến lượt tôi giúp cậu đây. Cậu có thể sẽ phải tìm cách trốn thoát qua lỗ thông hơi của nhà kho. Để tiến được vào nhà kho, cậu cần phải được sự cho phép của Sadman đấy. Tôi phát hiện ra ông ta đang ở phòng nghỉ ngơi, đây là tờ đánh giá công việc hàng ngày. Tôi đã cố gắng bắt chước chữ viết tay của cậu rồi đấy, Fred sẽ không nghi ngờ gì đâu. Điều cuối cùng nơi này bị khóa lại là do cậu, thế nên đừng bất ngờ khi tất cả mọi người ở đây đều ghét cậu nha. Vậy là sau câu nói của Yellowhead thì Madman cũng đã hiểu vì sao những nhân viên ở tầng dưới lại tấn công anh ta rồi. Chỉ vì Madman nộp đơn nghỉ việc khiến cho Fred phong tỏa toàn bộ công ty, thế nên toàn bộ nhân viên đều bị mắc kẹt tại đây. Họ đã nổi điên và ai cũng muốn lấy mạng của Madman. Có lẽ đôi bàn tay dính máu của Madman cũng là vì trước đó cậu đã ẩu đả với một vài người trong công ty, sau đó cậu bị nhốt lại trong chính căn phòng làm việc của mình, theo lệnh phong tỏa của Fred. Giờ đây với tờ đánh giá công việc hàng ngày, cậu có thể tiến vào phòng nghỉ của công ty. Hy vọng rằng Sadman có thể giúp cậu thoát ra khỏi nơi quỷ quái chết tiệt này. Thành công vào được phòng nghỉ, Madman nghe rất rõ tiếng khóc của một nhân viên khác đang ngồi tại đây. Đó không ai khác chính là Sadman. Anh đã nói rằng anh ta đã cố đi qua cánh cửa nhà kho nhưng việc đó lại khiến cho Fred nổi giận. Anh ta không hề biết công ty đang bị phong tỏa, anh ta cũng không biết tại sao công ty lại phong tỏa vào lúc này. Người đồng nghiệp của anh ta là Monica thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh ta. Sau đó Sadman nhờ Madman ra ngoài và lấy bộ cứu thương, có lẽ vì khiến cho Fred nổi giận nên Sadman đã bị một ai đó hành hung, khiến cho khuôn mặt của anh ta đang bị thương. Trước khi đi lấy bộ cứu thương cho Sadman thì Madman còn tiện tay bắn hạ một người khác đang có mặt tại phòng nghỉ. Không rõ cô ta là ai, nhưng chỉ cần có động thái tấn công nhân vật chính là phải bắn hết. Madman thành công lấy được hộp cứu thương nhưng khi quay lại phòng nghỉ thì một sự việc kinh khủng đã xảy ra. Sadman đã chết và trong tình trạng đầu lìa khỏi cổ. Lúc này thì kẻ đáng sợ nhất công ty đã xuất hiện, hắn ta chính là Fred. Có lẽ chính Fred là kẻ đã sát hại Sadman. Không còn lựa chọn nào khác, Madman đành phải trốn vào trong một hòm đồ để không bị Fred phát hiện. Sau khi Fred rời đi, Madman ngay lập tức cầm lấy chiếc đầu của Sadman để tiến về phía nhà kho. Nhưng trước khi mở cửa nhà kho để thoát khỏi công ty thì Madman còn phát hiện ra một bức thư đến từ con gái 9 tuổi của Sadman. Bố yêu dấu, con biết là bố đã lỡ mất buổi sinh nhật của con bởi lý do tốt đẹp. Bố đừng buồn nhá, con vẫn yêu bố và luôn luôn yêu bố. Giờ con đang 9 tuổi, con hy vọng sẽ gặp được bố trước khi con 10 tuổi. Con nhớ bố nhiều lắm. Mỗi buổi sáng con đều dùng món ngũ cốc của chú Fred và nhớ đến bố. Chú Fred yêu dấu, nếu chú đọc được lá thư này thì con mong chú hãy đổi tên bố con từ Sadman sang Happy Man. Con không muốn ông ấy buồn nữa đâu, con cũng yêu chú Fred lắm. Chú làm ra món ngũ cốc ngon nhất thế giới. Thật tội nghiệp cho cô bé khi giờ đây dù có lên 11, 12 tuổi, thậm chí là vô hạn tuổi thì cô bé cũng chẳng bao giờ gặp lại được bố mình nữa. Bố của cô bé đã bị chính người mà cô bé yêu thương sát hại. Qua đó mới thấy được Fred thực chất chỉ cố gắng tạo dựng hình ảnh, đánh bóng tên tuổi thông qua việc sản xuất ngũ cốc mà thôi. Chứ phía sau thì hắn ta là một kẻ nguy hiểm, biến chất. Và hơn hết, ngay lúc này, hắn ta là một tên sát nhân điên loạn, một con quỷ đội lốt người. Tiếp tục mang chiếc đầu của Sadman để mở khóa cánh cửa nhà kho. Sau khi cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt Madman vô cùng rùng rợn và thương tâm. Ngay phía sau cánh cửa ấy là một bộ xương người. Có vẻ người này đã bị sát hại và bỏ xác tại đây từ khá lâu. Không có thời gian để suy nghĩ, Fred đã xuất hiện và truy đuổi theo Madman. Có vẻ như chiếc súng trên xe đẩy hàng không hề có tác dụng với tên Fred này. Vì vậy mà Madman cần phải bắn vào những bình ga được đặt trong nhà kho để cản trở sự truy đuổi của Fred. Sau khi chịu quá nhiều tác dụng từ vụ nổ của bình ga thì Fred cũng gục ngã. Đó cũng là lúc bản demo kết thúc và câu chuyện của Fresh Cereal Company tạm ngừng, để lại vô vàn những dấu chấm hỏi to bự trong đầu của game thủ. Vậy thì giờ đây anh em hãy cùng tôi từ từ đi giải quyết những cái dấu chấm hỏi to bự ấy thông qua vài cái giả thuyết tẩm đầy đớ của tôi nhá.
Đầu tiên là về cái công ty Fred này trước, không hề có chuyện là một công ty tốt mà Madman đã quyết định nghỉ việc, nên chắc chắn công ty ngũ cốc này đang gặp vấn đề, thậm chí là vấn đề cực kỳ lớn, và Madman đã nhìn thấy điều đó nên anh ta quyết định thôi việc tại đây. Trong công ty luôn có rất nhiều túi tiền được vứt bừa bãi, cơ mà tiền trong này chỉ toàn in hình của Fred, liệu rằng đây có phải là lương thưởng của công ty Fred không? Nếu thật sự là như thế thì nhân viên trong này lấy cái vẹo gì mà sống đây, vì những đồng tiền này không hề có giá trị. Để nhân viên không chết đói thì có lẽ chính Fred đã cho toàn bộ nhân viên trong này ăn món ngũ cốc của công ty. Thậm chí là hắn ta còn cho người nhà của nhân viên ăn món ngũ cốc này nữa cơ mà. Minh chứng chính là con gái của Sadman xấu số khen món ngũ cốc của Fred là món ngon nhất thế giới. Chưa cần biết thực hư chất lượng của món ngũ cốc ra sao, nhưng có lẽ trong món ngũ cốc ấy có tẩm một vài dược liệu bí ẩn nào đấy, khiến cho nhân viên trong công ty tôn sùng Fred như một vị thánh nhân. Yellowhead vì muốn gây ấn tượng với Fred nên luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc, thậm chí cậu ta còn đạt được giải thưởng chiếc thìa vàng. Có lẽ đây chính là giải thưởng dành cho nhân viên xuất sắc của công ty. Sadman thì chỉ vì làm Fred nổi giận mà anh ta đã vô cùng buồn bã, thậm chí là khóc lóc vì những lỗi lầm mà mình vừa gây ra. Mặc dù sự thật thì đó còn chẳng phải là lỗi của anh ta nữa. Monica, một người đồng nghiệp chung team với Sadman, gặp từ mặt Sadman chỉ vì anh chàng này khiến cho Fred nổi giận. Hay việc dưới sảnh chính của công ty còn đúc hẳn một bức tượng bằng vàng dành cho Fred. Chỉ nhiêu đó thôi chúng ta cũng có thể thấy toàn bộ công ty này tôn sùng Fred không khác gì là tôn thờ một vị thần. Nói cách khác thì cả công ty như một giáo phái bí ẩn vậy. Nếu để ý thì giải khắp công ty luôn có những tấm áp phích đề cập đến việc mọi người trong công ty đều là gia đình. Chỉ cần gia nhập vào đây thì họ sẽ là một. Dưới vỏ bọc là công ty sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới thì Fred đã rất dễ dàng trong việc dẫn dụ những tín đồ mới đến với nơi này. Và một khi đã gia nhập vào Fred Cereal Company thì chỉ trong một thời gian ngắn, ai cũng sẽ tôn sùng Fred và không thể thoát khỏi đây. Chỉ có duy nhất Madman là nhìn ra được điều gì đó và anh ta quyết định thôi việc. Đây cũng chính là động thái khiến cho Fred nổi điên, vì tại sao vẫn còn một kẻ tỉnh táo. Hắn ta đã quyết định phong tỏa toàn bộ công ty để vĩnh viễn nhốt Madman trong này. Và khi Madman quyết tâm tìm lối thoát thì Fred sẵn sàng truy lùng và sát hại anh ta. Có thể thấy Fred là một kẻ vô cùng điên loạn, chỉ cần bất cứ ai làm hắn nổi giận dù là nhỏ nhất thì sẽ đều phải nhận một cái kết vô cùng đau đớn. Khi gia nhập vào giáo phái của Fred thì mọi người trong này đều được đặt một tên gọi mới. Có lẽ việc đặt tên này dựa vào tính cách hay đặc điểm của từng người. Việc này giống như kiểu Fred đã phủ nhận sự tồn tại của họ ở thế giới bên ngoài. Đối với Fred thì một khi đã vào đây, mọi người chỉ có duy nhất một cái tên do hắn ban cho, vì thế tất cả đều là giáo dân của hắn. Cái tên Madman của nhân vật chính có lẽ là do bản tính nóng giận của anh ta. Có thể thấy Madman là một người rất cục xúc, đụng ai cũng bắn, gặp ai cũng xúc. Tiếp đến là về phần của Yellow, tại sao dù tôn sùng Fred nhưng Yellow vẫn giúp Madman tìm cách thoát khỏi đây nhỉ? Có lẽ vì phòng của Yellow và Madman nằm kế bên nhau nên tình đồng nghiệp của cả hai cũng khăng khít hơn những người khác, thế nên Yellow mới quyết định giúp Madman. Có thể thấy khi vừa thấy Madman thoát khỏi được căn phòng làm việc, Yellowhead đã nhẹ nhõm hẳn. Cậu ta còn sẵn sàng làm giả một bản báo cáo thành tích để giúp cho Madman tìm được lối thoát ra khỏi đây nữa cơ mà. Việc này khiến tôi có một giả thuyết cho những người chót dại vào làm tại Fresh Cereal Company dường như không bị biến chất. Họ chỉ đơn giản là phục tùng mệnh lệnh của Fred mà thôi, chứ về bản chất thì họ vẫn là những con người bình thường, vẫn giữ được những thứ vốn đã tồn tại trong họ từ trước khi đến với công ty. Thứ ngũ cốc của Fred có lẽ không thể thay đổi được bản chất cốt lõi của con người. Vậy thì tại sao nhân viên trong công ty lại tôn sùng Fred đến thế? Như tôi đã nói ở trên rồi đấy, có lẽ trong ngũ cốc có tẩm một loại dược liệu nào đó khiến cho con người ta đã ăn rồi thì rất khó để buông bỏ, và hắn ta đã dùng thứ ngũ cốc đó để khống chế nhân viên tại đây, làm tay sai cho hắn ta. Thế thì sau cùng mục đích của Fred là gì, và Madman liệu có thể hạ gục Fred để thoát khỏi nơi này hay không? Chắc chắn là chúng ta sẽ phải đợi đến khi game ra mắt thôi anh em ạ. Ok, ở trên là toàn bộ những phân tích của tôi về bản demo của Fred Cereal Company, cũng như một số giả thuyết về cốt truyện của game. Chắc chắn nó không thể chính xác hoàn toàn nên là trên tinh thần cũ, xem cho vui thôi anh em nhé. Không vui đợi khi nào vui rồi xem cũng được. Theo anh em thì con game này có thành công được như Poppy Playtime không? Nó có thể tạo ra một hiện tượng như Garten of Banban không? Hãy để lại bình luận phía dưới giúp tôi nhé. Giờ thì chuyên mục trả lời bình luận đã quay trở lại rồi đây. Bạn Hello hỏi tôi 1 cộng mấy bằng bao nhiêu? Dễ mà, trong câu hỏi của bạn có câu trả lời luôn rồi đây. 1 cộng mấy bằng bao nhiêu chứ còn gì nữa. Bạn Hằng Nguyễn hỏi tôi nhà có bán bánh cuốn không mà video cuốn quá. Tôi không bán bánh cuốn đâu, trong video có tẩm dược liệu bí ẩn giống ngũ cốc của Fred đấy bạn ạ. Bạn Sắp Game ước mơ được gặp chị content của Mi Game. Dễ mà bạn ơi, giúp tôi lên 2 triệu sắp đi, tôi cho gặp nữ hoàng của Mi Game luôn, chứ gặp công chúa Mi Game thì nhằm nhò gì. Hôm nay đến đây thôi anh em nhé. Giờ vào hè rồi nên là tôi sẽ lên video vào 1 trong 2 khung giờ, 11 giờ hoặc 18 giờ các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần đấy. Nên là nhớ đăng ký cho Mi Game để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn khác nhé. Giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.